Nếu cách đây chỉ hơn 10 năm, vùng Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chỉ là làng chài nghèo ven biển, cuộc sống người dân thiếu thốn thì giờ đây đã trở nên giàu có sung túc. Nhờ hiệu quả của nghề săn cá ngừ đại dương, nhiều ngư dân đã trở thành tỷ phú, làm chủ đội tàu lên đến cả chục chiếc. Hiện toàn xã Hoài Nhơn có hơn 2.100 tàu cá đánh bắt xa bờ, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương chiếm khoảng 60-70% lượng cá ngừ cả nước. Trong đó thì phường Tam Quan Bắc có gần 1.100 tàu đánh bắt xa bờ, riêng làng Thiện Chánh có hơn 600 tàu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Quan Bắc cho biết, năm 2020 sản lượng khai thác hải sản đạt 23.000 tấn, tổng sản phẩm địa phương đạt gần 5.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt hơn 82 triệu đồng một người một năm. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát, sản lượng khai thác hải sản chỉ đạt 15.000 tấn, tổng sản lượng địa phương đạt gần 4.400 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người giảm xuống còn 75 triệu đồng một người một năm. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong tháng 4 đầu năm nay, ngư dân đã đánh bắt được hơn 3.000 tấn cá ngừ đại dương. Theo lời kể của các ngư dân, tàu câu cá ngừ đại dương không được trang bị quá cầu kỳ, thường là chiếc cần câu làm bằng tre, dây cước và lưỡi câu lớn như chiếc đũa, nhưng lại đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm của người thợ câu. Thường mỗi tàu ra khơi có từ 5 đến 10 ngư dân, mỗi chuyến tàu kéo dài từ 20 đến 24 ngày. Mỗi năm ngư dân sẽ chia ra 2 đợt câu từ tháng 4 đến tháng 8, câu ở vùng biển Trường Sa. Tháng 8 đến tháng 4 năm sau, câu ở vùng biển Hoàng Sa.